Các bạn, thì hôm nay tôi sẽ lần lượt thực hiện cái bài tập hay là cái đồ án về xây dựng một cái website tỉnh ha, để chúng ta giới thiệu công ty của chúng ta. Xin lỗi các bạn, thì tôi cũng bận quá cho nên chưa có thu đầy đủ sớm cho các bạn. Đầu tiên thì bài hôm nay tôi sẽ giới thiệu tất cả những cái phần chúng ta làm, và sau đó chúng ta bắt đầu bắt tay vào làm lần lượt từng cái các bạn ha. Thì đây là cái website chúng ta ha. Khi tôi phóng lớn lên các bạn thấy ha, tôi đã code trước rồi. Thì khi tôi phóng lớn lên thì các bạn thấy đây, tôi bấm F5 lại rồi tôi roll xuống thì các bạn sẽ thấy ha, các bạn thấy đây menu nó nằm của chúng ta, đây là phần logo ha, cái phần của chúng ta. Rồi khi chúng ta roll xuống thì các bạn thấy nó có những animation ha, nó động, nó chuyển động đúng không, rồi nó chuyển động lên cho chúng ta. Được chưa nào? Thì tất cả những cái này thực chất của CSS3 thì tôi nói sơ qua trong cái bài này thôi ha. Còn những cái này thì chúng ta xài của gì các bạn, của cái Bootstrap, nó đã có sẵn ha, đã có sẵn cho chúng ta rồi. Được chưa? Và khi các bạn chúng ta kéo lại thì các bạn có thấy đó, lập tức nó sẽ sinh ra cái menu ha, cái menu dạng như thế này ha, dạng như thế này. Đây là cái menu trên mobile của chúng ta ha, và tất cả những cái content các bạn có thấy là nó sẽ tự động sẽ đẩy nhỏ lại, Bootstrap nó làm hết cho chúng ta và nó canh giữ hết. Các bạn có thấy này, nó canh giữ hết cho chúng ta đúng không nào, hình ảnh canh giữ hết. Thì chúng ta làm thế nào để chúng ta đạt được điều này, thì lần lượt các bạn sẽ cùng với tôi để chúng ta tiến hành xử lý cái bài toán, cái đồ án này các bạn ha. Thì chúng ta sẽ đi qua những cái bước sau đây. Đầu tiên các bạn nhìn tôi ha, đây tôi tắt hết cho các bạn dễ thấy ha, tắt hết, đợi thấy các bạn ha. Đây cái phần 1 thì chúng ta làm cái gì? Đầu tiên thì để chúng ta sử dụng được cái Bootstrap, các bạn phải thêm cho tôi những cái tag HTML5 ha, HTML5. Rồi trong cái meta chúng ta xếp cái gì các bạn? Cái UTF-8 để chúng ta có được hiển thị được ký tự tiếng Việt ha. Chúng ta làm cái title được cái nào? Và các bạn chú ý cho tôi là chúng ta phải thêm cái thẻ meta viewport ha, content bandwidth divide width, để chúng ta hỗ trợ được cái tính năng responsive ha, hỗ trợ tính năng responsive. Thì đây là cái phần head ha, đây là cái phần head, chúng ta cũng quá quen với cái này rồi đúng không nào. Tiếp theo chúng ta làm việc các bạn, chúng ta có phần body thì đơn giản, đầu tiên chúng ta có một cái h1 ha, h1 và cái thẻ b ha, tôi chạy lên đầu tiên chúng ta dàn như thế này trước đã, các bạn thấy ha, đơn giản như thế này đã ha. Chúng ta có cái H1 và có cái động ngũ trẻ, cái gì các bạn, cái title bên dưới nó ha, cái phần bên dưới nó. Chúng ta mở cái dự án tổng quan này thì chúng ta chỉ cho các bạn làm. Đây tôi làm cái này trước nè các bạn ha, tôi làm cái này trước thì phần 1.1 các bạn thấy ở đây chỉ nó đơn giản như thế này thôi ha. Đây được chưa? Rồi sau khi 1.1 chúng ta đã có được cái body cực kỳ đơn giản như vậy rồi ha. Chúng ta đi qua cái phần 2 các bạn ha, lưu lại. Rồi cái phần 2 thì các bạn xem chúng ta làm cái gì. Đây cái phần 2. Phần 1, từ cái phần 1 là như thế này các bạn. Chúng ta kéo qua. Đây phần 1 của chúng ta là đơn giản như thế này. Chúng ta biến thành gì các bạn? Nó lớn hơn. Và các bạn thấy cái màu gray phía dưới này các bạn. Các bạn thấy nó lớn hơn đúng không nào? Rồi thì chúng ta làm sao để cho nó lớn hơn và nó có cái màu gray dưới này. Thì các bạn nhìn xem chúng ta làm như thế nào. Rồi mở lên. Đó, phần tiếp theo thì các bạn thêm cho tôi gì các bạn, những cái liên quan đến Bootstrap ha. Thứ nhất là CSS của Bootstrap, thứ hai jQuery, và thứ ba là cái Bootstrap min.js là cái JavaScript của Bootstrap ha. Chúng ta phải thêm ba cái link này vào. Rồi các bạn sẽ thấy là gì, chúng ta có gì các bạn, có cái này nó lớn lên đúng không nào, nó lớn lên và có cái màu gray phía dưới. Thì chúng ta đã học cái gì các bạn, trong Bootstrap chúng ta đã học cái gì? Jumbotron đúng không nào? Chúng ta đã học Jumbotron ha. Thì chúng ta thêm cái gì các bạn? Một cái lớp Jumbotron vào đúng không nào? Chúng ta thêm vào cái Jumbotron cho cái thẻ div này, để cái thẻ div chứa cái thằng này nè, để cho nó cái phông chữ nó lớn lên và có cái màu gray phía dưới ha, cái màu gray phía dưới. Rồi các bạn thấy đấy, chúng ta thêm một cái lớp nãy là chúng ta chỉ có cái này thôi đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta thêm một cái lớp là Jumbotron class Jumbotron, thì Bootstrap nó đã có sẵn cái này cho các bạn rồi ha, đã có sẵn rồi. Khi chúng ta thêm Jumbotron vào thì lập tức chúng ta đạt được cái gì các bạn? Cái này là gì? Nó lớn lên và nó có cái mặt gray. Chúng ta đã đạt được gì các bạn? Chúng ta đã có cái phông bự lên rồi đúng không nào? Phông bự lên cho hai cái này rồi. Phông bự lên cho hai cái này rồi. Rồi bây giờ tiếp theo, trong cái phần tiếp theo thì chúng ta xem như thế nào.
Bây giờ các bạn thấy là gì? Cái tắt của chúng ta đang nằm bên trái. À, cái tắt của chúng ta đang nằm bên trái. Được chưa nào? Và cái màu đang là mặt gray. Mặt gray. Nhưng yêu cầu của chúng ta là gì các bạn? Cái tắt của chúng ta được phải nằm là center. Nằm center. Và cái màu là cái màu gì các bạn? Cái màu blue giống vậy. À, cái màu này, cái màu blue thì chúng ta làm sao? Được chưa nào? Rồi chúng ta thấy, chúng ta tắt. À, chúng ta tắt cái phần này. Chúng ta đi đến cái 1.3 của chúng ta. À, 1.3. Rồi 1.3, tôi mở chạy trước cho các bạn thấy 1.3 là chúng ta đạt được cái màu blue. Đó, cái màu blue này các bạn ha. Và cái chữ nó nằm giữa. Được chưa? Thì các bạn trong Bootstrap chúng ta để nó nằm giữa. Các bạn đơn giản các bạn làm như thế này cho tôi ha. Các bạn thêm cái gọi là text center ha. Ngay cái lớp của Jumbotron này các bạn, cái thẻ div của Jumbotron này chúng ta thêm cái text center. Thì lập tức thằng này nó sẽ hiểu gì các bạn? Nó sẽ hiểu là nó sẽ canh giữa, canh cái nội dung giữa cái thẻ div của chúng ta. Thẻ div đây chúng ta đã tạo ra rồi ha, đã có lớp Jumbotron rồi, chúng ta muốn giữa thì chúng ta cho cái tag vào ha, tag center. Chúng ta thêm class là tag center thì lập tức tất cả những nội dung bên trong cái thẻ div của chúng ta này là nó cánh cành giữa. Rồi, cái Jumbotron chúng ta muốn thay đổi cái màu đúng không nào? Thì các bạn thấy nhìn cái màu của chúng ta là gì? Cái màu blue này và cái chữ là màu trắng thì đơn giản chúng ta thêm Jumbotron. Đấy, chúng ta thêm một cái style. Thì cái style này trong cái demo này là tôi hướng dẫn các bạn, cho nên tôi bỏ trong cái inline style, internal style. Còn các bạn là bỏ, chúng ta bỏ ra external. Có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái file CSS để chúng ta bỏ nó vào các bạn ha. Để chúng ta bỏ nó vào. Rồi thì chúng ta cho cái màu blue, cái màu giống giống blue của chúng ta. Và cái màu color là bằng màu trắng ha, bằng màu trắng. Thì như vậy là nó sẽ apply cái màu giống giống blue và cái màu, cái tag, cái chữ là màu trắng cho cái nội dung bên trong này của chúng ta ha. Và như vậy các bạn thấy đạt được là gì các bạn? Là màu xanh và kênh giữa, đúng không nào? Chúng ta đã có gì? Màu trắng nè, màu phông này màu xanh, màu trắng kênh giữa là chúng ta đã đạt được cái này rồi, đúng không nào? Đó, chúng ta đã đạt được cái điều này rồi. Rồi tiếp theo thì chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn cái gì? À, làm sao để chúng ta có gì các bạn? Cái form này. À, đây thực chất là một cái form các bạn ha. Chúng ta có một cái ô text box và cái button. Thì chúng ta suy nghĩ ngay đến là chúng ta xài form. À, chúng ta xài form. Thì các bạn thấy xài form như thế nào? Đây, chúng ta xài cái form của chúng ta. Ha, tôi tắt cái này đi. Chúng ta đi đến cái 1.4 các bạn ha. Đây, chúng ta đã có cái form này. Đã có cái form. Vậy chúng ta code nó như thế nào? Chúng ta code nó như thế nào? Rồi, HTML editor. Rồi, chúng ta thêm một cái form này các bạn. Ha, chúng ta form. Thì chúng ta đặt cái class cho nó là cái form inline. Ha, đặt cái class cho nó là form inline thôi. Và cái type của chúng ta này các bạn. Thì trong cái thằng... và mấy cái thai này chúng ta có thể là gì các bạn, chúng ta có cái thai là email các bạn ha, trong Bootstrap trong Bootstrap nó support cho chúng ta là cái thai bằng email. Và cái thai button thì chúng ta đã có sẵn rồi, còn cái thai email thì lập tức nó kiểm tra email cho các bạn luôn ha, kiểm tra email. Thì chúng ta có cái thai bằng email thì là email nhập đúng nhập sai nó kiểm tra luôn, cho nên chúng ta có cái input thai bằng email các bạn ha, thai bằng email rồi. Và chúng ta cũng có placeholder là để chúng ta nhập email nào. Và các bạn chú ý trong này nó có một số những cái mà tôi chưa giới thiệu tôi chưa giới thiệu trong cái Bootstrap, thì tôi giới thiệu ở đây luôn cho các bạn. Các bạn thấy có hai cái class này ha, form hai cái class là chúng ta ghi cái class này là form control này các bạn, form control. Được chưa nào? Cái form control và cái class này chúng ta đặt cái tên nó là btn, là cái button, là một cái loại, một cái class trong cái Bootstrap nó cũng support cho các bạn. Và chúng ta ghi là btn danger. Thì cái này Bootstrap nó cũng có sẵn trong CSS rồi, nó đã dàn mặc định rồi, chúng ta có thể xài nó ha, chúng ta xài nó. Và đồng thời các bạn thấy nè, trong cái input type này nè, tôi có một cái gọi là cái chữ require. Cái chữ require thì require cái là gì các bạn? Là bắt buộc nhập đó các bạn. À, trong gì các bạn, trong Bootstrap nó đã support sẵn thì chúng ta đã có thêm cái thuộc tính này các bạn. À, là require, Bootstrap và CSS3 nó cho phép chúng ta có chữ require. Require có nghĩa là bắt buộc nhập vào cái email này ha, bắt buộc đó các bạn có thể bắt buộc ha, nói chung là gì các bạn, cho nên là bắt buộc phải nhập địa chỉ email ha, phải nhập địa chỉ email vào vào đây. Được chưa nào? Cho nên nó có bật lên thuộc tính là require ha, require. Thì sau này các bạn lập trình cao hơn đó, lập trình cao hơn thì chúng ta đụng đến xử lý Ajax, xử lý để kiểm tra những cái validation thì các bạn, thì nó cái require này nó có tác dụng ha, require nó có tác dụng. Như vậy là chúng ta đã đạt được gì các bạn? Chúng ta đã tạo ra cái này xong và chúng ta có một cái form, và chúng ta có một cái form, chúng ta tạo form, form inline, và chúng ta có hai cái input, một cái input và một cái button ha, một cái input và một cái button để cho nó đạt được cái yêu cầu này của chúng ta, yêu cầu này của chúng ta. Được chưa nào? Rồi. À, như vậy là chúng ta đã xong đến cái phần là gọi là gì các bạn, thêm cái chữ, thêm cái form vào, đúng không nào?
Rồi sau khi mà chúng ta thêm cái form xong rồi á thì chúng ta làm gì nào? Rồi chúng ta coi. À, chúng ta sẽ add cái container vào, và chúng ta đi đến 1.5. Đây, chúng ta đặt cái này vào. À, chúng ta đưa gì các bạn? Cái container chứa những cái thông tin này. Chúng ta đưa cái container chứa những cái thông tin về about, giới thiệu và cái thông tin về những cái giá trị của cái công ty của chúng ta, giá trị của công ty chúng ta, và có cái nút này. Đây, chúng ta đưa cái này vào là các bạn. Đưa cái phần bên này, đưa cái phần bên này trước. Rồi còn những cái icon này tôi sẽ chỉ cho các bạn trong những cái bài tiếp theo, trong cái bài tập tiếp theo. Thì chúng ta mục tiêu của cái năm này là chúng ta đưa cái này vào, thì chúng ta đưa làm sao? Chúng ta đưa làm sao? Được chưa? Rồi chúng ta có HTML editor. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu xài cái container mà như các bạn, container plus hay là container. Nhưng mà các bạn thấy đây nè, tôi muốn là nó full hết màn hình đúng không nào? Nó full như vậy thì các bạn thấy trong bootstrap chúng ta xài gì nào? Chúng ta đã học bao nhiêu cái? Chúng ta đã học container đúng không nào? Rồi chúng ta cũng học container plus, các bạn còn nhớ không? Container plus là chúng ta full ra màn hình. Như vậy tôi muốn full ra màn hình thì tôi tạo một div các bạn ha. Container plus, và cái phần ở dưới này là các bạn, chúng ta cũng container plus, nhưng mà tôi thấy cái màu này các bạn, cái màu của chúng ta muốn là màu gray nên nó khác với màu này, thì chúng ta làm sao? Đây, chúng ta thêm vô hai div ha. Các bạn nhìn phân tích này, chúng ta cần hai div, một div ở trên và một div bên dưới. Và div ở trên cũng là container plus và ở dưới cũng là container bằng plus ha, và nó có cái màu gray ha, đơn giản thôi. Rồi các bạn nhìn đây, chúng ta tạo được container của chúng ta nè. Chúng ta đặt cái thẻ div tên id là bằng about ha. Và các bạn chú ý chúng ta có cái class là bằng container float để nó full màn hình bootstrap đã support chúng ta. Còn ở trong này đơn giản thôi, tạo h1 là giới thiệu, h4 rồi b là một đoạn giới thiệu. Đồng thời các bạn thấy tôi tạo này các bạn ha, một cái button mà cái button này á, thì đầu tiên là CSS bootstrap là chúng ta có btn, là nó hiểu đó là cái button, nó có style button được chưa nào. Và tôi cũng xài cái gì các bạn, button default. Xài cái button là default, là bootstrap cung cấp sẵn cái default cho chúng ta. Đây, một cái button là default cho chúng ta được chưa nào. Và các bạn thấy là gì các bạn, chúng ta xài một cái button là last là dài á các bạn, last là lớn. Chúng ta xài cái button last này, thì tất cả những cái class này, CSS này nó đã nằm trong cái bootstrap.css đó các bạn. Thì để tạo những cái mặt thì chúng ta có thể tạo cái button giống như vậy ha, button giống như vậy được chưa nào. Rồi tiếp theo là chúng ta đã xử lý xong cái phần ở trên này, phần dưới này cũng như vậy, chúng ta cần từ container float. Chúng ta cũng có container float các bạn, đây container float. Và như tôi nói, chúng ta cần một cái background gray, thì chúng ta thể thêm một cái gọi là gì các bạn, background gray, chúng ta thêm cái class này. Cái class này là do chúng ta tự định nghĩa các bạn ha, tự định nghĩa. Còn ở bên trong này đơn giản thôi ha, chúng ta đã có h2 rồi, chúng ta tự dàn những HTML bình thường ha, HTML bình thường thôi. Này phong đậm, phong nhạt, strong, đậm nhạt, vân vân, đậm nhạt tùy ý các bạn ha. Và các bạn chú ý chúng ta có cái background gray, thì chúng ta tự khai báo một cái background gray. Thì chúng ta lên trong style chúng ta định nghĩa cái gì các bạn? Định nghĩa cái background color của nó là gì các bạn? Background color chính là cái màu, màu gray cho chúng ta, để chúng ta có được cái màu ở phía dưới này ha, màu ở phía dưới này. Đó là cái phần 5 ha, cái phần 5 được chưa nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có gì các bạn, chúng ta sẽ làm sao cho nó đẹp hơn, những cái này nó bật lên đẹp hơn ha. Thì chúng ta đi qua cái phần 6. Cái phần 6 là cái phần gì các bạn, chúng ta thêm những cái bucket ha, thêm những cái bucket cho nó rộng ra đó các bạn ha. Chứ còn chúng ta để cái này nó gì các bạn, nó dính liền với nhau ha, nó dính thì nó rất là xấu các bạn ha. Bây giờ chúng ta muốn bucket nó để cho nó trải rộng ra ha, chúng ta đi đến cái số 6. Đây các bạn nhìn thấy nó đẹp hơn này ha, sau khi chúng ta bucket và các bạn so với cái hàng năm này. Tôi browse cái hàng năm với hàng 6 cho các bạn thấy ha. Đây cái năm các bạn thấy nhìn nó vậy, cái này nó dính vào cái này, còn cái gì các bạn, những cái thằng này nó dính dính với nhau đúng không nào. Còn cái này các bạn thấy nè, nó rất là đẹp, nó bố trí rất là đẹp, nó có bắt đinh rất là đẹp được chưa. Đây nó có này, nó không có bắt đinh gì hết, thì chúng ta thêm cái bắt đinh vào thôi ha. Thì bắt đinh thì tùy các bạn chỉnh ha, các bạn ưng chỉnh sao nó thấy đẹp thì các bạn cứ chỉnh ha, các bạn cứ chỉnh bình thường thôi. Rồi bây giờ thì tôi chỉnh là tôi thêm cái bắt đinh cho cái thằng jumbo trong của chúng ta. Jumbo trong là đây các bạn, là những cái thằng mà lớn bên ngoài á, những cái thằng bao bên ngoài ha. Jumbo trong, những cái thằng jumbo trong của ta, thầy đã định nghĩa những cái bucket vào cho nó đẹp nè, được chưa. Rồi chúng ta trong những cái container của chúng ta cũng thêm cái bucket, bucket hai chỗ, bucket trên những cái jumbo trong và bucket cho cái thằng gì các bạn, cho container float đây jumbo trong là chúng ta bucket cho cái thằng này, đồng thời chúng ta bucket trên những cái container float của chúng ta là những cái container chứa chứa hai phần này đây, chứa cái phần giới thiệu và chứa phần giá trị mang lại, giá trị mang lại được chưa nào.
À, khi mà chúng ta đã chèn cái bạc lim vào thì các bạn sẽ thấy nó gì các bạn, à nó đẹp như thế này. À đó các bạn thấy này, bên trong chúng ta bự lên rồi đúng không nè. Còn cái này nó rất là nhỏ này. À, các bạn nhìn thấy nó nhỏ này, nó không giống với yêu cầu của chúng ta. Rồi chúng ta bự ra cho nó thoáng, nó rộng đây các bạn. À, nó rất là nhỏ. Thì thằng này nó bự lên. À, thằng này nó bự lên các bạn thấy thấy trông rất là rõ ha, bự lên cho ta thêm bạc lim. Còn cái phần này cũng tương tự, các bạn thấy phần này nè. Đây, phần này chúng ta gọi là nó dính dính với nhau, nó không có đẹp cái website, thì chúng ta rộng nó ra. À, các bạn thấy này, nó dính sát với thằng này. Thằng này nó không có dính sát và nó đẩy ra cho chúng ta. À, nó cách ra hết thì chúng ta xài bạc đinh được chưa nào, chúng ta đã xài bạc đinh rồi. Tiếp theo thì chúng ta thêm những cái gì các bạn, cái phần gọi là đi sâu vào bút tráp ha. Chúng ta đi sâu vào bút tráp đây. À, phần gì đây? À, các bạn thấy, à các bạn sẽ thấy này. À, các bạn thấy bây giờ là cái này của chúng ta thì các bạn nó chưa có cái gì các bạn, chưa có cái logo ha, chưa có những cái logo ở bên này, chưa có logo. Và nó hiện tại nó đang gọi là có một column thôi, cái một cái dòng thôi, nó không có hai column ha. Không ha. Bài tập của chúng ta là gì? À, cần bén bên trái và cần bén bên phải của chúng ta, thì chúng ta chia làm hai. Thì các bạn thấy cách chia ở đây. À, bây giờ chúng ta suy nghĩ đến đến cái thằng bootstrap, cái chia chia lưới thành 12 cột ha, chia lưới thành 12 cột. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy này, cái phần này chúng ta có cảm giác là nó gấp đôi cái phần bên này đúng không nè, gấp đôi. Như vậy thì chúng ta bên này chúng ta chia bao nhiêu cột các bạn, và bên này bao nhiêu cột các bạn suy nghĩ coi. À, là chúng ta chia lưới 12 cột. Bây giờ chúng ta nhìn chúng ta chia ha. Thì các bạn có thể chia bên này là chúng ta chia là 8 đúng không nào? 8 thì 12 trừ 8 bên này còn là 4. Các bạn cũng có thể chia bên này là 9 thì bên này là 3. À, tuy nhiên tôi thấy đẹp nhất ở chỗ này thì chúng ta chia là 8 và 4 các bạn ha. Chúng ta chia 8 và 4. À, thì chúng ta bật lên những cái column ha, bật lên những column, chúng ta chia read và bật column lên thì chúng ta làm việc đó như thế nào. Đây, các bạn thấy tôi đã chia nè, ha, tôi đã chia nè, ha, chia column chia làm hai ra. Thằng dưới này cũng chia làm hai. Thì cái chỗ này các bạn có thể thêm cái logo hoặc là bất cứ cái hình ảnh nào các bạn muốn ha. Còn trong cái ví dụ này tôi xài cái Glimpficon các bạn ha. Đây là một cái icon, là một cái biểu tượng Glimpficon, tôi xài đại hai cái thôi ha. Các bạn có thể thay thế này bằng những icon khác hoặc là những cái logo hoặc là hình ảnh về công ty của các bạn, tùy chúng ta thay đổi chỗ này ha. Hai cái này thì tôi xài Glimpficon ha, và tôi chia grid thì việc chia nó như thế nào các bạn nhìn đây ha. À, chúng ta quan tâm đến cái lô cách chia đây. À, thì đầu tiên để chia được container flood chúng ta phải bắt buộc phải có cái row ha, chúng ta bắt buộc phải có cái row các bạn ha. Thì trong cái row này chúng ta có hai cái column, đây chúng ta có hai cái column ha, một row và hai column. Thì column này tôi xài là gì các bạn, column small 8 ha, và cái này là column small 4 được chưa nào, column small 4 ha. Thì chúng ta chia làm 8, chia làm hai column, một cái 8 và một cái 4 ha. Cái 8 thì nó chứa những cái ở trên cho chúng ta, và cái 4 thì nó thêm một cái mới là Glimpficon. Ở đây chúng ta xài cái Glimpficon ha, thì cú pháp xài là tôi nhắc lại cho các bạn. À, chúng ta có Glimpficon nè. Rồi sau đó chúng ta muốn xài Glimpficon nào thì chúng ta viết cho nó Glimpficon signal, Glimpficon signal được chưa nào. Và đồng thời tôi thêm một cái class là logo ha. Cái class logo này mục tiêu là gì các bạn, để tôi chỉnh seed cho hai cái thằng logo này chúng ta ha. Chúng ta xài hai cái logo ha, chúng ta xài hai logo. Và các bạn thấy ở đây nữa là gì, chúng ta có là cái slide anim nè các bạn, slide anim là ra nói gì các bạn, nó chạy đó các bạn ha, cái slide anim ha. Ngồi cái logo là cái hai cái style mà chúng ta sẽ làm. Thì cái thằng này là các bạn nó muốn chúng ta animation thì chúng ta ghi thức cái lớp là gì các bạn, slide anim, thì lập tức là nó sẽ chuyển động ha, lập tức nó chuyển động. Rồi chúng ta xem cái hai cái CSS logo tôi thêm vào này các bạn. Đây logo chúng ta cho font size nó 200 pixel ha, 200 pixel để cho nó bự lên, để cho nó bự lên các bạn ha, 200 pixel để cho nó bự lên các bạn nha. Logo này ha, tôi muốn 200 pixel cho nó bự. Còn các bạn nhớ ha, slide anim này là để chúng ta cho cái thằng cái hình của chúng ta nó chuyển động các bạn. Chúng ta thêm class slide anim ha. Các bạn nhìn đây nè. À, nhìn đây. Tôi em nằm thì tôi bấm lên. Đó thì chúng ta việc bật slide anim lát nó sẽ chúng ta thực hiện cái vấn đề cho nó chạy ha, cho nó chạy lên. Cho nó chạy lên. Rồi. Cái này cũng tương tự. À, bên này chúng ta chia ngược lại. Các bạn nhìn thấy ha, bên này chúng ta chia 8 4, còn bên này chúng ta chia bên này là 4 và 8 ha, 4 và 8 thì chúng ta cũng có cái row. Trong cái row này chúng ta có hai column, chúng ta có hai cái column ha. À, một column là bên này là 4 thì chúng ta bỏ cái icon, và một bên này là 8 ha, à, thì chúng ta bỏ những cái giá trị này ha, à, chúng ta bỏ những cái giá trị này. Và thêm một cái nữa các bạn ha, à, thêm một cái nữa là gì? Các bạn nhìn đây. À, thêm một cái nữa là tôi muốn là gì các bạn, khi tôi kéo nhỏ màn hình, kéo nhỏ các bạn nhìn thấy thế, tôi kéo nhỏ màn hình thì tôi muốn cái logo này nè hay là cái hình này nè nó nhảy vào giữa chứ không phải nó nằm chẹt qua bên ha. À, thì làm sao để chúng ta làm được việc đó? Thì các bạn thấy ở đây tôi thêm một cái là gì, đối với màn hình nhỏ thôi, còn màn hình lớn thì không cần xử lý đối với những màn hình nhỏ.
thì ví dụ màn hình nhỏ là 768 chẳng hạn, thì to check là gì các bạn? Các bạn nhìn đây một cái cú pháp chỗ này ha, CSS3, chỗ này CSS3 ha. Đây người ta gọi là query media tương ứng với từng cái màn hình của các bạn ha. Chúng ta điều khiển với từng màn hình, khi gặp cái này thì các bạn sẽ tự hiểu ngay là a à, chúng ta có một cái media đối với những cái màn hình à, đối với những cái màn hình có chiều rộng tối đa là 768, có nghĩa là nhỏ hơn 768, thì tôi thực hiện cái gì các bạn, những cái column nào mà à, có cái gì có class là column small 4 này thì tôi muốn test là center và cái mặt kia là như thế này. Thì chỗ này nó cho phép các bạn là gì, cho phép các bạn là chúng ta có khả năng là tự động chúng ta điều chỉnh theo đúng cái mục tiêu của chúng ta. Ví dụ trên iPhone thì màn hình là bao nhiêu đó, trên iPad thì màn hình bao nhiêu đó, và trên những bạn trên desktop là màn hình bao nhiêu đó, thì chúng ta xài cái media này để chúng ta query nó ha. Thì cú pháp của nó là chúng ta ghi là media string, đối với những cái media có string là thì chúng ta ghi là n là và các bạn, chiều cao ở chiều rộng tối đa là 768, chúng ta có thể là 1024 như này, 1024 cũng được, hoặc là chúng ta gì các bạn 1200 đó, thì tùy các bạn. Chúng ta muốn max width, có nghĩa là những cái màn hình nào nhỏ hơn như vậy thì chúng ta muốn nó như thế nào thì chúng ta định nghĩa nó ở đây. À, chúng ta có thể định nghĩa tất cả những cái CSS trong này các bạn ha, định nghĩa rất là nhiều. Đôi lúc không phải là cái column này mà có thể các bạn định nghĩa những cái CSS khác cũng được nữa ha, chứ không phải là nhất thiết chỉ cái column này. Các bạn định nghĩa ví dụ như H1, chúng H2 chẳng hạn, chúng ta muốn H2 nó nhỏ hơn ha, và hoặc là nó có màu vàng hay có gì đó thì các bạn cứ định nghĩa. Hoặc là có thể biết gọi là có cái ID là sáp ABC chẳng hạn, thì chúng ta cũng có khả năng là chúng ta thay đổi trong cái media này. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với những cái màn hình mà nó nhỏ hơn 768, chúng ta muốn điều khiển cái gì trong này thì chúng ta điều khiển ha. Tương tự như vậy các bạn có thể áp dụng cho nhiều cái màn hình lớn hơn ha, lớn hơn được chưa nào. Thì cú pháp của nó là như thế này, sau đó chúng ta dùng cái dấu mở ngoặc và chúng ta đóng ngoặc nó lại. Còn ở bên trong này thì các bạn cứ apply cái CSS cho tương ứng với cái màn hình nhỏ của chúng ta ha, tương ứng với cái màn hình nhỏ được chưa nào ha. Tôi xóa cái này đó, thì tôi muốn là gì, đối với những cái màn hình media string màn hình là nhỏ hơn gì các bạn 768, thì cái thằng nào mà nó nằm trong cái class là column small 4 này, tôi muốn tag lại bằng center và marking là 25. Đây các bạn nhìn khi tôi kéo lại lập tức đó, đây là cái small 4 này các bạn, column small 4 đó lập tức nhảy vô center ha, lập tức nhảy vô center cho các bạn được chưa nào. Rồi như vậy là trong cái phần này chúng ta đã làm một cái việc là chia column, chia cái lưới của chúng ta thành 12, và sau đó chúng ta chia lấy thằng này 8, 4, và dưới này chúng ta lấy 4 và 8, 8, 4 và 8, được chưa? Đồng thời trong cái phần này thì chúng ta cũng đã học một số những cái khái niệm, như tôi nói, à, một số những khái niệm là gì các bạn? À, xài cái linfaken, ha, chúng ta xài cái linfaken. Chúng ta có cái logo để chúng ta chỉnh CSS cho nó, à, chỉnh CSS cho nó. Đồng thời chúng ta nhớ ha, là chúng ta chia cái row của chúng ta thành hai column, và các bạn nhớ phải có cái div tên là class bằng role để nó row để nó ôm hai cái thằng này lại cho chúng ta được chưa nào. Rồi thì tiếp theo sau khi chúng ta đã làm như vậy rồi thì các bạn sẽ đi qua cái phần gì các bạn, à, chúng ta sẽ đi đến add một cái container là service nè, container service, à, cái này là các bạn này xong rồi đúng không nè, thì chúng ta add đến cái thằng dịch vụ ha, à, cái dịch vụ của chúng ta. À, chúng ta thêm những cái dịch vụ như thế này được chưa nào. Chúng ta làm sao để chúng ta thêm những cái dịch vụ, tôi tắt cái này trước đã. Thì trước khi bắt tay vào làm, tôi cùng với các bạn phân tích cái khu vực này, khu vực cái container này. Thì thực chất chúng ta cũng có một cái thẻ div đúng không các bạn, thẻ div bao tất cả cái dịch vụ của chúng ta và container float đúng không nào. Và cái dịch vụ của chúng ta chia làm mấy row các bạn, chúng ta có hai row đúng không nào, một row này, hai row à, chúng ta chia hai row, và hai cái row này các bạn chia làm bao nhiêu column nào, bao nhiêu column. À, chúng ta nhận thấy này, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Như vậy chúng ta có 2 row và 3 column, được chưa nào? 3 column mà là 12 cột, vậy mỗi column mấy các bạn? Là 4 luôn nào, 4, 4, 4, 4, 4, 4, được chưa? Đó là chúng ta đã chia được cái grid của chúng ta, à, chia được cái grid của chúng ta, 4, 4, 4. Rồi chúng ta chia, à, chúng ta nhìn cái số 7 của chúng ta, à, số 7 hay số 8 ta, à, như là số 8 luôn các bạn. Urban Width, Web, open width là chúng ta mở HTML editor. Rồi chúng ta chia các bạn ha, nào chúng ta chia nào, à, chúng ta chia coi, tôi đóng cái này lại, đã xong, cái này cũng đã xong. Rồi các bạn nhìn nè, container service của chúng ta đặt cái ID là bằng service, chúng ta có class là container float, chúng ta để trải trải rộng nó ra container float đúng không nào,
Và tôi cũng muốn là gì, các bạn thấy là gì, à các bạn nhìn cái tách của chúng ta nó center hết đúng không nào, nó canh giữa hết, cái thằng nào nó cũng canh giữa. Thì chúng ta thêm cái gì các bạn, cái lớp là tech center vào cho nó, tech center được chưa nào. Rồi trong cái này chúng ta có hai cái thằng này chúng ta không cần phải chia, H2 không chia này, H4 không chia. Đây các bạn nhìn, đây là H2 này, đây là H4 đúng không, nó nằm giữa thôi và chúng ta không chia gì hết, nó nằm ngay trong cái thằng cha, cái container cha luôn. Đây thằng cha ôm mấy thằng này, sau đó chúng ta bê ra để chúng ta xuống xuống dòng rồi. Và các bạn thấy là chúng ta chia ra nè, mấy cái row, hai cái row của chúng ta, một row này các bạn, đây một row nữa là hai row. Và các bạn thấy nó gắn là slide anim ha, thì slide anim này sau này chúng ta sẽ thực hiện cái chuyển động ha. Chúng ta slide anim mà nãy ở trên cũng có slide anim là các bạn thấy nó chuyển động đó các bạn. Đây để tôi demo lại chuyển động cho các bạn thấy ha, nè khi tôi roll này các bạn, đó slide anim cái thằng này, đây là những cái slide anim này. Đó slide anim, khi chúng ta roll thì slide anim, thì lát chúng ta sẽ gắn cái đó vào, chúng ta sử gắn cái lớp đó sau các bạn ha, cái slide anim này chúng ta sẽ gắn sau ha. Cái seed đó nó thực chất là nó nằm trong seed 3 đó các bạn, nó animation trong seed 3. Thì đến cái phần đó tôi sẽ chỉ các bạn ha, hiện tại chúng ta tạm thời chúng ta chưa chưa sử dụng cái đó mà chúng ta sử dụng những cái này. Thì các bạn thấy là gì, chúng ta chia ra, chia column ra. Đây tôi set cái thứ nhất đi cho các bạn thấy nè, cái row, và chúng ta chia ba column này các bạn, ba column, chúng ta chia ba column được chưa nào. Ba column thì đơn giản là chúng ta viết là class column small hay là medium cũng được các bạn ha. Column small 4, column small 4, column small 4 chúng ta chia cho 3. 12 chia 3, mỗi thứ là mỗi cái là chiếm 4 ô, 4 4 cái lưới của chúng ta. Được chưa? Và sau đó ở trong này các bạn thấy là gì? Tôi thêm một cái icon đúng không? Đầu xuống dòng và hai cái tag thì đây lại cần tôi xài clean icon các bạn ha. Đấy, clean icon chúng ta xài cái gì tùy các bạn ha. Rồi chúng ta có H, H4 chúng ta có thằng này, tương tự thằng này chúng ta cũng như vậy. Ha, thì tùy theo cái mục đích mà các bạn có thể làm cho cái công ty của mình ha, và tự thiết kế cho cái website tỉnh để giới thiệu, hay là giới thiệu về cá nhân của các bạn cũng được. Hay chúng ta làm cái website giới thiệu cá nhân, ví dụ những cái đồ án chúng ta đã làm, tôi tên tuổi gì, họ ở đâu, làm việc gì, nghề nghiệp yêu thích, sở thích của tôi là sao ha, thì các bạn cũng có thể làm một cái website giới thiệu cho mình mà theo cái style này cũng được ha, theo style này. Rồi tương tự cho cái column thứ hai thì chúng ta cũng có là gì các bạn, cũng 444 đúng không nào, cũng có là row và slide anim chúng ta làm sau đúng không, cũng có cái glimpse và chúng ta cũng có những cái gì các bạn, những cái thông tin về công ty của chúng ta, thông tin về công ty của chúng ta được chưa nào. Như vậy là chúng ta đúng khả cũng hoàn thiện gần xong ha. Nhưng mà các bạn để ý nè, cái thằng này và cái thằng này của cái bài tập chúng ta nó khác là gì các bạn, à cái này màu xanh đúng không nào, cái màu của chúng ta là chúng ta biến thành màu xanh, và những cái này nó lớn hơn và đồng thời nó có cái màu xanh, chúng ta đúng cái màu style, cái template của chúng ta nó muốn màu như vậy. Còn thằng này nó là thứ nhất là gì các bạn, không có màu, thứ hai là này nhỏ 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 đúng không nào. Thì đơn giản thôi, các bạn thêm cho tôi là gì các bạn, bây giờ chúng ta tất cả những cái chúng ta muốn cái logo này có màu và lớn hơn đúng không nào, à những cái icon này màu và lớn hơn, thì chúng ta gán cho nó một cái lớp chung thôi, và sau đó chúng ta điều khiển một phát là nó sẽ gì các bạn, tất cả những cái này nó sẽ đi theo, tất cả những này đi theo. Bây giờ chúng ta gán cho nó các bạn nè, đây tôi gán cho nó một cái gọi là logo small, logo small, tất cả những cái icon tôi gán logo small hết, logo small này, logo small, logo small được chưa, tôi gắn cái logo small để tôi, bởi vì cái ưu thế là chúng ta xài CSS class là để chúng ta điều khiển, chúng ta chỉ sửa một lần, chúng ta chỉ có một cái style thì apply cho tất cả đúng không các bạn ha. Logo small của chúng ta là muốn là có font size lớn, và đây logo small của chúng ta đâu rồi, logo small, chúng ta đi đến cái 9 các bạn ha, trong bài 8 đó chúng ta không có, trong cái bài 9 thì chúng ta sẽ có HTML editor. Đây chúng ta thêm logo small này các bạn. Logo small là tôi thay đổi là font size nó lớn lên là ta là 50, và tôi muốn cái màu là giống cái màu giống giống màu blue. Tương ứng tôi cũng thay đổi là những cái logo đó các bạn, là những cái bự, những cái này nè, những cái logo này tôi cũng thay đổi cái màu luôn. Đây đây những cái này là những logo nó có class name là logo, và chúng ta thay đổi cái màu để cho nó tương ứng với màu xanh hết, cho nó cùng nó đồng nhất nha. Đây màu đen hết ha, đây màu xanh hết nè, màu xanh hết được chưa. Thì chúng ta làm sao HTML editor, rồi chúng ta thêm cái màu cho nó, cái màu logo, đây là một cái class logo small, nó sẽ apply cho tất cả những cái nào xài cái class đó. Đây logo small, logo small, logo small, nó apply hết được chưa. Rồi khi chúng ta chạy thì các bạn thấy khi chúng ta chạy thì nó ra màu xanh nè, nó ra màu xanh blue, nó xanh nước biển. Đây tương ứng mấy thằng này nó cũng lớn hơn 50 pixel mà, nó lớn hơn đồng thời với các bạn là nó có màu xanh. Như vậy là rất là đẹp, rất là đẹp rồi. Được chưa nào? Thì trong cái phần này tôi tạm thời dừng tại đây.
Và phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tiếp các cái phần còn lại của website của chúng ta. Phần này chúng ta tạm thời chúng ta dừng đây. Và các bạn thấy là nó cũng đáp ứng tiêu chuẩn tiêu chí là Reborn Seal này. Khi tôi kéo lại, lập tức nó vào giữa và tôi đã vẫn đọc được thông tin đúng không nào? Nó biến thành một cái column head, một column head thành này cũng thành một column tất cả các bạn thấy ha. Nó biến thành một column ha. Nó không bị scroll gì cả, nó biến thành một column rất là dễ nhìn. Đó là Reborn Seal do thằng Bootstrap đã cung cấp cho các bạn sẵn ha. Rồi, cảm ơn các bạn.